Xin chào các em, các bạn hãy cùng cô chữa bài kiểm tra giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 6 theo sách kính riêng Explore English. Bài này thì cô thiết kế là các bạn sẽ thi full trắc nghiệm và thi online nhé. Đề số 1, câu số 1, how many? How many? Sau how many bạn sẽ cần cộng một danh từ đếm được số nhiều. How many sẽ cộng danh từ đếm được số nhiều. Và danh từ đếm được số nhiều thì tận cùng của nó thường là có s, được chưa? Ở đây từ book là sách nói chung. Từ books đây là chính là danh từ đếm được số nhiều này. Các bạn nhớ giúp cô là sau how many sẽ cộng danh từ đếm được số nhiều. Còn a book với the book là số ít và nó sẽ không đứng sau how many. Câu số 2, they are in there. Câu này dễ rồi. In their living room là trong phòng khách. Câu số 3, Thu, what's your name? Tên của cô ấy là gì? Và bạn Lan trả lời, người ta hỏi là her name. Thì tên của cô ấy mình sẽ đưa cái từ đó lên làm chủ ngữ nhé. Her name is Hoa, hoặc her name is Hoa. Tên của cô ấy là Hoa. He is, anh ấy là một, thì thường là một nghề thôi đúng không? Ở đây chúng ta có câu A, câu B, câu D là danh từ số nhiều. Như cô nói là nó có S, tức là có nghĩa là những người bác sĩ, những người giáo viên, những học sinh. Vậy ở đây mình chọn từ an engineer, một kỹ sư. Câu số 4, 22 là 22. Plus là cộng. 22 nhé, ở đây không phải trừ đâu. Ở đây là 22, các bạn biết liền cho cô không lại chúng ta lại bị nhầm là trừ. 22 là 22 này. Cộng với 37, tức là 37 bằng 59, đúng không? Bằng 59. Câu số 6, are we 12? Are they 12? Họ 12 tuổi phải không? Thì với câu nghi vấn, mình trả lời sẽ bắt đầu câu trả lời bằng yes or no. Nếu mà yes, mình sẽ lấy chủ ngữ hạ xuống, sau đó cộng trợ động từ to be giữ nguyên. Thì mình sẽ trả lời là yes, they are, hoặc là no, they are. Chỉ đây không có yes, mình chọn no. Câu số 7 dễ rồi, sống ở một thành phố nào, mình sẽ dùng với giới từ in. I live in Kansas City. Câu số 8, are you? I'm fine, thanks. Ở đây câu này quá là dễ luôn. How are you? Là bạn có khỏe không? Cảm ơn tôi khỏe. Còn what là cái gì? Where là ở đâu và who là ai? Câu số 9, how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Thì mình sẽ trả lời là ai, đúng không? Người ta hỏi bạn thì mình sẽ trả lời là ai. Và cộng số tuổi của mình thì đây mình chọn câu C. I'm 11 years old. Tớ 11 tuổi rồi. Chọn câu C. Tiếp theo nào, câu số 10, Miss Hoa, good morning class. Xin chào cả buổi sáng, cả lớp. Thì những đứa trẻ, tức là học sinh, sẽ đáp lại bằng chào buổi sáng. Cô giáo, good morning teacher. Chọn câu này. Bài số 2 là bài đọc và chúng ta sẽ chọn đáp án đúng từ với mỗi câu hỏi nhé. Tên của tớ là Ba, tớ là một học sinh. Đây là gia đình của tớ. Có 4 thành viên trong gia đình của tớ. Bố tớ, mẹ tớ, chị gái của tớ và tớ. Chị gái của tớ và tớ. Bố của tớ thì 50 tuổi, ông là bác sĩ, mẹ của tớ thì 46 tuổi, bà là y tá, chị của tớ là một học sinh. Vậy câu số 1, what's his name? Tên của anh ấy là gì? Thì mình sẽ trả lời là his name is. Tên của anh ấy thì cái name nó là số ít, mình sẽ chọn là với động từ to be là is. Câu số 2, how old is his father? Bố của cậu ấy, bố của anh ấy thì bao nhiêu tuổi? Vậy mình tìm số tuổi nhé. Bố của cậu ấy đây, bố của cậu ấy 50 tuổi thì mình sẽ chọn thông tin này, 50 years old. Mình sẽ chọn đúng thông tin nhá, tránh trường hợp là mình cứ nhìn thấy con số nào mình quanh bừa. Vì ở đây cũng thấy xuất hiện là số là 46 nhưng mà tuổi của mẹ cơ. Câu số 3, how old is his mother? Mẹ của cậu ấy thì bao nhiêu tuổi? Thì ở đây mình chọn là chọn số tuổi nhá. His mother is 46 years old. Mẹ của cậu 46 tuổi. Và mình sẽ chọn tiếp, what does she do? Cậu ấy làm gì? Cô ấy làm gì? Tức là bà ấy ở mẹ ở trên đấy, mẹ của cậu ấy đấy. Vậy thì bà ấy là một bác sĩ hay là một y tá? Thì đây chính là y tá, đúng không? Bài số 3 là dạng bài chia động từ trong ngoặc. Và mình sẽ làm bằng cách chọn đáp án đúng nhất. Choose the best answers. Câu số 1 thì trọng tâm của chúng ta học là chúng ta sẽ học về hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, đúng không? Vậy ở đây thì hiện tại đơn chủ yếu là chia thì hiện tại đơn. Các động từ các bạn hãy cùng chia nhé. Mr. Tân and Miss Lien là hai người. Hai người thì động từ to be chúng ta sẽ chia là I. Tiếp theo, I live in Hà Nội. Hà Nội, live ở đây là động từ thường. Động từ thường sống ở đâu thì đó là cái việc mà chúng ta sống một cách rất là lâu dài cố định, thì chúng ta sẽ chọn chia thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn của chúng ta là I thì động từ của mình sẽ giữ nguyên nhé. Live. Câu số 3,
My classroom thì ở đây mình phải chia theo cái từ my classroom. Lớp học của tớ là một thì mình sẽ chia that is, kia là lớp học của tớ. Câu số 4, I am a student. Câu này dễ rồi, chữ I đi với chữ động từ to be là am. Bài số 4 là hãy chọn cái lỗi sai mistake. Bạn làm quen nhé, lỗi sai ở trong mỗi câu và sửa nó. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn và sửa nhé. Ở đây có các đáp án nhưng bạn chỉ cần đọc to cái từ gạch chân lên là lỗi sai. Còn đi thi các cô sẽ có trắc nghiệm ABCD. Câu số 1, my school is in a big city. Trường của tớ thì ở trong thành phố lớn. They is big. Chúng thì to. Thế đây chúng ta thấy cái câu đầu thì không sai mà sai ở cái từ they. Từ they mình phải sửa như thế nào? Mình phải sửa là it bởi vì chỉ có một môi trường thôi. Câu số 2, we have English at Monday and Friday. Chúng tôi có tiếng Anh, chúng tôi có tiết tiếng Anh vào thứ 2 và thứ 6. Thì các bạn lưu ý giúp cô là vào thứ mấy chúng ta không dùng up mà chúng ta sẽ dùng là on. Câu số 3, my mother often gets up at 6 o'clock in the morning. Mẹ của tôi thường thức dậy lúc 6 giờ vào buổi sáng. Thì đây từ my mother không sai, từ often cũng không sai. Trạng từ chỉ cần xuất đứng trước động từ thường và in the morning cũng không sai. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn get up. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì chủ ngữ là my mother thì từ get mình phải thêm s nhé. Câu số 4, what does vitamin travel to work? Vitamin thì đi đến nơi làm việc bằng cách nào, như thế nào? Chứ what là cái gì đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ sai từ what và chúng ta phải chuyển thành how. Câu số 5, I'm hungry. I'd like some chickens and some rice. Tớ đang đói, tớ muốn một ít thịt gà và một ít gạo. Thì ở đây chúng ta học về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều là những danh từ mà danh từ đếm được. Cô xin lỗi, danh từ đếm được là những danh từ mà mình đếm được bằng con, bằng cái. Ví dụ một quyển sách, nhiều quyển sách. Còn danh từ không đếm được là những cái từ mà chỉ chung chung. Ví dụ là từ chickens ở đây là thịt gà nhé, không có nghĩa là con gà đâu. Tôi muốn ăn thịt gà đấy, thịt gà nói chung. Hoặc là những cái từ mà chỉ chất lỏng, ví dụ như là milk, thì mình sẽ danh từ của nó thường không có dạng số nhiều. Và đây chúng ta sẽ sai từ rice và chuyển thành rice. Bạn bỏ s đi nhé. Và câu số 6, rice. Câu số 6 nào. The New River is the longest river in the world. Thế đây chúng ta có cấu trúc của so sánh nhất này. So sánh nhất với tính từ nhé. Chủ ngữ cộng to be cộng the cộng với tính từ, thêm đuôi est với tính từ ngắn nhé. Tính từ ngắn ở đây trong trường hợp từ long cộng in thì gì đó có nghĩa là cái gì trong số rất nhiều cái, thì mình sẽ phải chia so sánh nhất. Vậy ở đây có longer là so sánh hơn giữa hai người, hai vật thôi. Còn ở đây có từ giờ là so sánh nhất. Vậy ở đây mình phải chuyển thành longest theo đúng cấu trúc của cô. Longest tính từ thêm đuôi est các bạn nhé. Longest bỏ đuôi er thêm đuôi est. Và câu cuối cùng là she cooks in the kitchen now, tức là bây giờ cô ấy đang nấu ăn ở trong bếp. She cooks, cô ấy đang nấu ăn. Vậy đây là thì hiện tại tiếp diễn này. Now là của thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì mình sẽ phải chia là chủ ngữ cộng is, am, are. Is, am, are. Sau đó mình cộng verb in nhé. Ở đây mình sẽ phải sửa thành is cooking. She is cooking. She is cooking in the kitchen now. Được chưa? Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Cô hy vọng là các bạn thu lượm được những kiến thức hữu ích. Và đừng quên đăng ký kênh của cô để tiếp tục nhận được nhiều bài giảng mới trong tương lai nhé. Xin chào và các bạn.